Vâng, xin chào tất cả các bác của anh em ở mọi miền Tổ quốc. Thì video này em sẽ test là hai sản phẩm, đó là một con Pioneer khủng long. Đó là dòng mà đời cao nhất. Sáng mới ăn sáng này hơi bị no. Thì cũng là em test con Pioneer này với một con CD test 10SE. 10SE là một cái model mà được anh em chơi Euro đánh giá rất là cao. Con này chạy chip một vương miện 1547, mà thường chip này thường trang bị lên những con CD cao cấp như là Philips LH700. Vâng, là những con Marantz 94. Vâng, được những anh em tin dùng và đánh giá con chip giải mã này rất là cao. Đó là Tera 1547 vương miện. Thì được sở hữu trong con Tech 10SE này. Và con này đẹp thiếu thùng xốp, tí nữa em sẽ mở rù gan trong cuối video. Con này thì rù gan là em đã mở rồi. Giờ con 1X1050 này là có chủ lên về với Đắk Lắk. Và con này Tech 10SE là về với anh ở về Đồng Nai, có khiển riêng nha, khiển riêng luôn. Này, anh em nhớ xem cuối video để xem được rù gan con này, con SE. Rồi sau đây em sẽ mở đĩa. Đây rồi, test cho anh em nghe. Đầu tiên em sẽ thử mắt nha. Đây. Đây, chạy giúp, giúp. Được rất là nhanh nha. Có 9 bài. Em sẽ quay là bài 1 cho bác nha. 1. À, nghe, mời anh em nghe nha. Nhìn nhau lúc
sau đây mời anh em để mở ruột gan cho các bác cùng xem mấy con test 10 SE nha. Đây, đây là con test 10 SE đẹp thiếu cái thùng xốp. Hay là phần xung quanh, hay là bụi. Dòng này nó dùng cơ rất là êm đây. Cơ nó là cơ đặc trưng của dòng test. Hay là phía sau của sản phẩm rất là mới. Giờ em sẽ mở ruột gan nha. Anh em chờ mình xí. Và sau khi mở một cái nắp ra thì nó có một cái nắp phía trên nữa nha. Đấy, giờ mình tiếp tục thao tác là mở một cái nắp nữa. Rồi xin mời anh em cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của sản phẩm. Đấy, anh em thấy sexy không? Và linh kiện nha. Đây là phần cơ đặc trưng của dòng test này. Đây là cái tăng phô của nó này. Còn phía dưới mặt rất là nhiều nha. Đấy. Anh em thấy đồ đẹp không? Cái này là phần bên xuất. Đó nghe. Phần này phần nhận tín hiệu nha. Nhận tín hiệu cũng như là khuếch đại qua bên này. Cái này đó. Tại bên này là bên phần tín hiệu mà cổng vào cổng ra nó ở bên đây. Hay là nhận tín hiệu xử lý âm thanh, nhận tín hiệu từ cái đĩa này, đọc đưa dây lên này, qua đây quằn nó là chạy tiếp tục qua bên này. Đấy, qua bên này, bên này xong đó là nó lại chạy qua hai con chip dây mã 1547 đây, hay là hai con 1547 đáng giá và đắt cực kỳ nổi tiếng này. Đấy, và nó mới ra bên nguồn này để xuống âm ly. Đơn giản như thế thôi bác. Đấy, ra đây là phần ra âm ly đó. Đây là nhận tín hiệu khuếch đại qua đây, và bên đây là phần đẩy âm thanh. Bốn con sò thúc này nó sẽ đặt nhiệm tín hiệu là đẩy âm thanh, chạy qua hai con giải mã DA này đi ra âm thanh cho các bác nghe. Bốn con tụ này là bốn con tụ nuôi bốn cái con sò này. Bốn con sò này đẩy ra đó, hai kênh. Cứ một kênh là R là 4 hai con, L là hai con, cho hơn là 4 tụ. Đấy. Thì cơ bản nó ở dưới âm ly thôi, nó cũng là đẩy, nó cũng phần có sò đẩy âm thanh ra cho các bác. Hai con đáng giá nhất là hai con này. Hai chip TDA 1547. Quá mới luôn các bác. Anh em sưu tầm được những con thế này thì rất là tuyệt vời. Thì lâu lâu mới có chứ không có nhiều nha. Là những sản phẩm hàng tuyến chọn bên em. Rồi, xin phép là dừng video và hẹn các bác ở video kế tiếp nha. Cảm ơn các bác đã dành chút thời gian xem video. Anh em nào yêu thích kênh thì ấn vào nút đăng ký cũng như để ủng hộ em và em phục vụ các bác được nhiều hơn nữa. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bác.